Ta ra lệnh cho con không được đi theo ta nữa. Con có biết con Tắc Kè kia có thể hại con hay không? Là con đã vô tình giải thoát cho Tắc Kè qua. Hãy cho con chuộc lại lỗi lầm. Con có thể giúp sức cho người mà. Con có thấy bao nhiêu trai tráng trong làng còn bị nó hạ gục không? Con còn nhỏ, không phải là đối thủ của nó. Nhưng chính con đã ném tảng đá trúng nó, giải dây cho đại vương mà. Thôi được. Bây giờ chỉ cần con có thể nhấc chân ta khỏi mặt đất trong vòng 3 tiếng đếm, ta sẽ cho con đi theo. Con đồng ý. Bắt đầu. 1. Sao hả? Con bỏ cuộc chưa? 2. Không ngờ ở núi Thiên Dân lại có một cậu bé sở hữu sức mạnh phi phàm như vậy. Con làm được rồi. Đại vương cho con đi bắt yêu tinh cùng nha. Được, ta sẽ giữ lời. Nhưng con tuyệt đối phải nghe theo lời ta. Rõ chưa? Dạ rõ. Bây giờ cứ men theo vết máu mà đi thôi. Phải tiêu diệt nó trước khi nó hồi phục công lực. Đi. Lạ thật. Vết máu chỉ dừng ở đây. Vậy con Tắc Kè qua kia trốn ở đâu được chứ? Để xem các ngươi làm sao tìm được ta. Nguy rồi. Nó là loài Tắc Kè hoa, có thể linh hoạt biến đổi màu sắc. Như vậy sẽ rất bất lợi cho ta. Nó đang ở thân cây kia. Người cứ tin con đi. Không ngờ đôi tay của con lại nhạy bén như vậy. Tốt lắm nhỉ. Hãy giúp ta truy tìm con yêu tinh này.